Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em tới câu 24 đúng không nào? Từ câu 1 cho tới câu 24. Và chúng ta cũng đã xem và chắc cũng cảm nhận được là có hiểu hay không hiểu đúng không nào? Nói chung là những thuộc về những câu về lý thuyết á, thì thầy chọn rất là nhanh. Nhưng mà thuộc những câu mà bài tập á, mà có phải giải để mà biết đáp án thì thầy làm hơi lâu. Tại vì phải giải ra thì các em mới chọn được. Đúng nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay ở cuối cùng, clip cuối cùng đó chính là từ câu 25 cho từ câu 30 các em nha. Trong đây cũng có một số bài tập thì thầy sẽ giải chi tiết cho các em xem. Câu 25 các em nha. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đen đó là. Như vậy thì các em thấy một số cái loại khẩu trang bữa nay trên thị trường, đặc biệt là trong gọi là cái mùa cái dịch bệnh Covid-19 nó đang hoành hành trên cả thế giới và ở Việt Nam chúng ta, thì thầy thấy có rất là nhiều khẩu trang em. Hôm trước thầy cũng có mua ở trong Sài Gòn gửi về một khẩu trang mà tới gần 40.000 em. Thầy nói với em là đeo nát thở luôn, nhưng mà nó rất là kín và rất là an toàn cho bản thân mình. Mặc dù nó kín thì thở thì nó hơi khó chịu một xíu, nhưng mà người ta đeo riết rồi nó không sẽ quen em. Như vậy thì người ta hỏi em là cái màu đen, cái chất bột màu đen này này có khả năng lọc không khí rất là cao, thì đó chính là gì? Người ta cho câu A là than hoạt tính, B đá vôi, C thạch cao, D muối ăn. Màu đen đó chính là gì? Đó chính là than, đó chính là than hoạt tính em. Và than hoạt tính này nó có khả năng lọc không khí rất là cao, được chưa nào? Không chỉ mà chúng ta thầy nghĩ dịch bệnh Covid-19 chúng ta đeo, mà ngoài ra khi chúng ta đeo thì nó còn có rất là nhiều lợi ích, trong đó cái việc mà ngăn cản bụi khi mà người ta đi đường em rất là tốt. Như vậy thì để mà ngăn ngừa cái dịch bệnh đó, thì thầy nghĩ mặc dù là chúng ta đã tiêm vaccine 2 đến 3 mũi rồi, thì thầy khuyên các em là phải thực hiện đúng là 5K, trong đó cái việc khẩu trang là quan trọng hàng đầu và là số 1 để mà chúng ta có thể ngăn ngừa cái dịch bệnh trong cộng đồng nha. Và cũng qua cái bài này thầy cũng chúc cho tất cả các em và quý phụ huynh có một sức khỏe thật dồi dào để mà vượt qua cái đại dịch Covid-19 một cách an toàn, khỏe mạnh các em nha. Như vậy đáp án của cái câu này đó chính là cái gì? Câu A đó chính là than hoạt tính em nha. Ta đi sang ở câu 26 em. Cho phản ứng A cộng oxy bằng ở đây theo tỷ lệ đây 5 3 4. Như vậy công thức hóa học của A là. Như vậy thì ở đây các em chú ý này, đây là máy này, máy carbon. Đây chính là 3 carbon này. 3 carbon thì chứng tỏ nó phải là C mấy? Nó phải là C3. Tại vì sao này? Khi mà CXHI á, cộng với oxy thì ở đây nó tạo thành CO2 cộng nước. Thầy không quan tâm ở chỗ oxy và chỗ nước, mà thầy sẽ quan tâm ở chỗ CO2. Tại vì cái X này, cái chỉ số của carbon ở đây tương ứng X tỷ lệ ở đây, đúng không? Như vậy thì ở đây là cái anh này ở đây là 3, anh này ở 3, thì chắc chắn câu B này chúng ta sẽ loại. Nó phải là C3 này. C3 cái đã, thầy chưa nói y là bao nhiêu. Như vậy thầy loại câu B này cái đã. Có hiểu nào? Ở đây là 4. 4, như vậy ở đây là Y/2. Y/2 của chúng ta ở đây là bằng 4. Đúng không? Tương ứng này, chỗ đây này, Y/2 của chúng ta là bằng 4 hệ số này, chứng tỏ suy ra y là mấy? Y đây nó sẽ là 8, tại vì lấy 2 nhân 4 là bằng 8. Suy ra y ở đây sẽ bằng 4 nhân 2 sẽ bằng 8. C3H6 sai, C3H8 đúng này, C3H4 sai. Chứng tỏ đây sẽ là C3H mấy? C3H8. Chứng tỏ ở đây người ta sẽ chọn là câu C. Hiểu tại sao chọn C3H8 chưa? Đó. Ok, nó có lý do trong đó chứ không thể nào chọn lùi được em. Ta căn cứ vào phương trình đốt cháy này. X chúng ta là bằng 3 ở đây, Y/2 bằng 4, thì chứng tỏ suy ra Y ở đây sẽ bằng 8. Vậy thôi, ok. Ta sẽ đi sang ở câu 27 nha. Câu 27. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo chiều. Thì cái bảng hệ thống tuần hoàn thì thầy đã quay cho em xem liên tục rồi đúng không nào? Đây nghe, bây giờ thầy sẽ cho em xem lại cái bảng hệ thống tuần hoàn. Thầy nghĩ nếu mà bạn nào mà đam mê hóa học á, thì gần như cái bảng hệ thống tuần hoàn này người ta đã hình dung được cái cấu trúc của nó thiết kế như thế nào rồi đúng không nào? Đó. Đây, đặc biệt là ở cái phần bảng tính tan mà chúng ta
cái bảng tính tang này rất quan trọng để chúng ta đi làm những bài nhận biết, đúng nào? Tang hay là ít tang hay là ca là chất không tang, kết tủa đó nghe, và đặc biệt là cái dãy điện hóa của các kim loại, được chưa? Đó. Thì ở trong câu 27 này nè, người ta hỏi các em là bảng tuần hoàn nguyên tố hoặc được sắp xếp theo chiều nào, thì người ta sẽ sắp xếp theo chiều, đó chính là cái số hiệu nguyên tử, hay nói cách khác là đó chính là cái điện tích hạt nhân em tăng dần. Đây các em nhìn này, từ từ nha, bình tĩnh nha. Người ta sẽ sắp xếp theo chiều tăng dần của cái số hiệu nguyên tử ở đây. Ví dụ hydro đây là 1, người ta cho đứng đầu, tới 2 đó chính là gì em? Đây 2 đó chính là heli này, heli này, sau đó tới 3 là liti này, à, tới beri này. Như vậy thì ở đây cái vị trí số hiệu nguyên tử này đó chính là tương ứng với lại gì? Cái điện tích hạt nhân, cái điện tích hạt nhân Z các em, chữ Z ở năm học lớp 8 ta đã biết rồi. Như vậy thì người ta sẽ sắp xếp theo cái điện tích hạt nhân tăng dần, đó chính là cái số hiệu nguyên tử em ha. Từ kim loại đến phi kim không phải rồi, số e trong lớp mình cùng tăng dần cũng không phải ha. Điện tích hạt nhân tăng dần đây em này, cục C này, đó chính là cái số hiệu nguyên tử Z mà thầy đã chỉ em ngay chỗ hydro vị trí số 1 này, chỗ này, cái góc này, cái thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đó cho tới bên đây 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, thấy chưa? Rồi ok, được chưa nào? Đó, ta sẽ đi sang là câu 28 nha. 28. Nhìn đây em, để đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí ethylene ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng tối thiểu số lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu? Ethylene thì ở đây em thấy là CO2H4 cộng oxy, ở đây người ta cân bằng thôi, CO2 cộng với nước, đúng không? Như vậy đây là 2, ở đây 2, như vậy 2, 2 đây 4, 6, chứng tỏ đây là 3. Như vậy số mol của ethylene C2H4 sẽ bằng là 4,48 chia cho 22,4, đúng nè, cái này bằng 0,2 đúng nè. Nhưng mà thầy vẫn bấm để các em thấy, thầy muốn như vậy chứ mình nhẩm thì vô tư rồi. Khi vậy thì phải để em tin, em thấy thì em mới tin được em. Không nhiều lúc em không tin đâu. Rồi 0,2 ở đây các em thấy tỷ lệ đây là 1, ở đây 3, cứ 1 ở đây thì 3 này để đốt cháy hết ở này. Như vậy tỷ lệ 1, 3 thì các em lấy 0,2 nhân cho 3 là bằng, chứng tỏ đây sẽ là 0,6 mol. Như vậy thể tích oxy sẽ bằng 0,6 nhân cho 22,4 à. lít. Ok. Câu gì? Câu D hả? Vậy đó. Ta đi sang ở câu 29. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu 29 em nha. Câu 29. Nung 100g hỗn hợp. Ở đây thì tóm tắt đề bài nha. Ở đây là 100g hỗn hợp Na2CO3 với lại là NaHCO3, một muối trung hòa, muối axit ha. Đây là muối trung hòa này, đây là muối axit có chữ hydro, có hydro ở đây là gọi là muối axit em ha. Cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi thu được 69g chất rắn. Như vậy khi nung này, cái thằng này là ban đầu, cái này ban đầu đúng không? Khi nung thì chỉ có thằng này xảy ra phản ứng thôi. Như vậy nung nhiệt độ thì ở đây thằng này này, nó tạo thành là cái thằng này là không phản ứng á, không phản ứng. Khi nung thì thằng này sẽ tạo thành là Na2CO3 cộng với CO2 cộng với gì? Cộng với nước. Có đúng không? Em có hiểu nè. Như vậy thì ở đây em đã cân bằng đây là 2. Cân bằng đây là 2. Được không nè. Nhìn ở đây. Phần như vậy ở đây người ta nói là khối lượng chất rắn. Khối lượng chất rắn, khối lượng chất rắn ở đây nó sẽ, nó chính là khối lượng của thằng này nè em, đó chính là bằng khối lượng Na2CO3 và ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? 69g.
Và cái thằng CO3 này á thì nó bao gồm cái thằng ban đầu và cộng cho cái thằng phản ứng. Tại bản thân thằng đây á là nó như nào, nó đâu có phản ứng đâu, thì chứng tỏ nó vẫn còn, cộng với thằng đây vừa mới sinh ra nữa thì ra được khối lượng chất rắn ở đây 69 gram. Ở đây người ta yêu cầu tính phần trăm về khối lượng ban đầu của hai thằng này. Thì bây giờ này chúng ta sẽ có này, để tính phần trăm thì ta tính được số mol của từng thằng. Thầy dạy em chủ yếu là dựa vào số mol, thì dựa vào số mol của từng thằng này, sau đó chúng ta nhân khối lượng mol của hai thằng này, sau đó chúng ta chia ra là ra, có đúng không? Nếu giả sử chúng ta gọi ở đây là thằng này là ít mol và thằng này là y mol, đúng chưa? Ít mol và y mol thì chúng ta có phương trình đầu tiên, ta xem thử cái khối lượng mol của Na2CO3 là bao nhiêu nè. Na2CO3 đúng không? Natri là 23 nhân 2 cộng carbon là 12 cộng cho 16 nhân 3. Đây. Thì đây là khối lượng mol, nó là 106. Như vậy thì phương trình thứ nhất là 106x cộng thằng này bao nhiêu y? Natri là 23 cộng cho 1 cộng cho 12 cộng 16 nhân 3. Đúng không? 84y sẽ bằng 100. Ta ký hiệu đây là 1. Đúng không? Phương trình 1. Ok. Bây giờ phương trình 2 này, ta dựa vào khối lượng chất rắn này. Đúng chưa? Như vậy khối lượng chất rắn của chúng ta ban đầu là thằng này là không phản ứng. Ban đầu các em ta hiểu nè, khối lượng chất rắn, chất rắn này sẽ bằng khối lượng của Na2CO3 ban đầu cộng cho khối lượng của gì? Na2CO3 gì nữa? Phản ứng thì bằng 69. 69 gam. Chứng tỏ ban đầu thì nó vẫn là khối lượng của nó ban đầu thì không thay đổi 106x. Phản ứng thì bây giờ phải dựa vào số mol của thằng này. Nhìn nè. Thầy viết lại như đây nhé. Na2CO3 cộng CO2 cộng nước. Như vậy thầy cân bằng đây là 2. Như vậy nãy thầy gọi đây là y, thì chứng tỏ thằng này phải theo y chứ không phải là x. Tại vì thằng này là nó theo thằng này mà. Hiểu không nào? Như vậy từ đây suy ra nó phải là 1/1 y mol. Đấy. Thầy nói gì vậy? Đây là tỷ lệ D2 D1 mà. Chứng tỏ y đây nó sẽ là y trên 2 chứ. Thầy chỉ nói ngáo ngáo, thầy đang nghĩ một vấn đề khác. Mol, ở đây mol này. Đúng không? Chứng tỏ là cái thằng này sẽ là y trên 2 nhân ở đây cho 106 bằng ở đây là bao nhiêu? 69. Ký hiệu này là 2. Được không nào? Ta gọi x là số mol của Na2CO3 ban đầu, y là số mol của NaHCO3 ban đầu. Như vậy ta có phương trình thứ nhất ở đây. Phương trình thứ hai thì quan trọng là khối lượng chất rắn á. Khối lượng chất rắn thì bằng khối lượng của Na2CO3 ban đầu, tại vì nó không phản ứng, cộng cho khối lượng của Na2CO3 phản ứng, nó ra phương trình này. Được không nào? Như vậy chúng ta có cái phương trình thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ có cái hệ này. Ta bấm máy tính rồi là xong. 106x cộng 84y thì bằng 100. 106x. Ở đây chúng ta sẽ lấy 106 chia 2 sẽ bằng 53. Ở đây 53y sẽ bằng là 69. Từ đây chúng ta giải cái hệ này ra để tìm x và y. Rồi thầy sẽ bấm máy tính luôn nha. Bấm mod 9 nha. Bấm mod 9, bấm số 1 là hệ phương trình, sau đó bấm số 2. Rồi, chúng ta nhập dữ liệu thầy là 106. 106 đúng không? Đây, 106 bấm dấu bằng, 84 bấm dấu bằng, 100 bấm dấu bằng, 106 bấm dấu bằng, 53. Đừng hỏi thầy 53 ở đâu nhé. 53 là thầy lấy đây này, 1/2 nhân cho 106, hay nói cái khác lấy 106 chia cho 2 thì bằng 53y này. Từ chỗ đây xuống đây 53 nè. Rồi 69 bằng. Rồi ok. Bây giờ thầy bấm dấu bằng để ra được x này. Như vậy x ta bằng 8/53 mol. Và y của chúng ta là bằng 1. Rồi bây giờ tính phần trăm rất là dễ. Sau khi có số mol xong, đúng không nào? Sau khi có số mol xong thì bây giờ chúng ta suy ra khối lượng. Khối lượng của Na2CO3 thì bằng như vậy 8/53
nhân lên 106, đúng không? Còn khối lượng NaH CO3 đó chính là Y là bằng 1 nhân cho 84, đúng chưa? Như vậy 184 bằng 84 gram này, chứng tỏ thằng này là bằng 16 gram này, mà ở đây tổng khối lượng ta là 100 thì chứng tỏ thằng này là 84%. Thôi thầy tính luôn, phần trăm Na2CO3 sẽ bằng khối lượng của nó là bằng 16 chia tổng khối lượng. Tổng khối lượng hỗn hợp của nó là bằng 100 gram này, 100 gram này gram này ha. Như vậy nó sẽ chia 100 và nhân đi cho 100% thì bằng 16%. Chứng tỏ phần trăm của NaHCO3 các em sẽ lấy 84 chia cho 100 nhân đi cho 100% thì ra được là 84%. Như vậy kết quả cuối cùng ta là 16% là của Na2CO3 và 84% là của NaHCO3. Được chưa? Thì vừa giảng vừa giải. Còn ví dụ làm tự luận thì bắt buộc phải gọi rồi theo phương trình phản ứng ta có các kiểu thì chúng ta lồng ghép vô, nhưng mà cơ bản là cái cốt lõi cái xương ta là đã có sẵn ở đây rồi, phải có cái hệ ở đây. Được chưa? Quan trọng là khối lượng chất rắn nha. Khối lượng chất rắn mà các em không biết của thằng nào là cái bài này chúng ta bí, không thể nào làm được, đúng chưa? Rồi ok, như vậy là 16. Đâu rồi? Người ta ở đây ghi là NaHCO3 trước. NaHCO3 chứng tỏ là 84% trước nha. Nghe 84% với 16. Chứ ở đây các em mắt nhắm mắt mở mà các em giải ra rồi mà các em chọn câu A là các em sai biết á. Phải đọc kỹ là đây là tương ứng là NaHCO3 trước này. Như vậy nó phải là 84% và 16%. Chứ ở đây các em ghi đã giải ra xong mà các em chọn câu A là các em sai này. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta chọn câu C này. Người ta đánh lừa các em thấy không? Các em mà đọc không kỹ đây là mắt nhắm mắt mở là rất là dễ chọn câu A các em nhé. Nên ta phải hết sức lưu ý. Ta đi sang câu 30 các em nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu 30 các em. Câu 30 cho 2,6 gram hỗn hợp 2 muối. Ở đây thầy lại tóm tắt cái đề bài em nha. 2,68 gram 2 muối, ở đây là 2 muối carbonat anh em. XCO3 với lại ICO3 tan trong dung dịch HCl. HCl thì chắc chắn nó sẽ sinh ra khí rồi ha. Sau phản ứng thu được ở đây là 6,72 lít. Khí ở đây chắc chắn là CO2 rồi, ở điều kiện tiêu chuẩn ha. Biết XY là hai kim loại thuộc cùng một nhóm. Thuộc cùng một nhóm ha. Và hai chu kỳ liên tiếp nhau. XY có thể là chứng tỏ bài này chúng ta sẽ giải theo cái cách đó chính là trung bình. Đúng không? Trung bình nha, của hai kim loại này, của hai kim loại này ta giải theo hướng trung bình các em nha. Trung bình thì bây giờ thầy sẽ gọi, thầy giải một xíu nha, gọi m lớn đi ha. M trung bình đó là cái nguyên tử khối trung bình, nguyên tử khối trung bình của X với Y. Được nè, ok, được không? Như vậy thì trong đó M trung bình này á thì nó sẽ lớn hơn X và nhỏ hơn Y. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết cái công thức M trung bình CO3, viết phương trình ra, cộng HCl thì đây tạo thành là M trung bình CL2, tại vì hốt trị 2 mà, cộng với CO2 cộng với nước, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta cân bằng đây là 2. Được nè. Bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy số mol của thằng khí, số mol của CO2. Mục đích ta để đi tìm M trung bình này bằng bao nhiêu này? Được nào? Là bằng ở đây lấy 6,72 chúng ta chia cho 22,4. 6,72 chia cho 22,4. Như vậy bằng là 0,3. 0,3 mol. 0,3 mol ở đây. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra. Ta suy ra ở đây tỷ lệ đây là 1:1 này. Cái nó 1:1 này. Như vậy đây cũng là 0,3 mol. Nên từ đây chúng ta suy ra M lớn CO3 này, chúng ta lấy khối lượng nó chia cho số mol là 26,8 chia cho 0,3. Có được không? Sẽ bằng chia 0,3 bằng 89,3 nghe. 89,3. Được không nào? Đó. Có hiểu không?
Hiểu chưa đây? Như vậy thì bây giờ chúng ta có là M trung bình cộng ở đây là 12. Coi thử 12 60 hả? 12 cộng cho 16 nhân 3 là bằng 60, đúng rồi. 89,3. Từ đây chúng ta suy ra M trung bình chúng ta là bằng 89,3 trừ 60. Được không nào? Thầy sẽ trừ cho các em xem. 89,3 cứ phải có số liệu trên màn hình máy tính thì các em tin thầy được. 29,3. Được không? Như vậy M trung bình chúng ta là bằng 29,3. Mà trong khi đó người ta nói này, biết X với Y là hai kim loại thuộc cùng một nhóm 2. Thứ nhất là cùng một nhóm 2, cùng một nhóm này, cùng một nhóm này, và hai chu kỳ liên tiếp nhau, hai chu kỳ liên tiếp nhau, mà trong khi đó M trung bình chúng ta là bằng 29,3. Chúng ta nhìn vào bảng hệ thống tuần hoàn em nha. Đây, M trung bình ta bằng 29,3. Thì chúng ta thấy này, cùng một nhóm này, thứ nhất là cùng một nhóm thì ở đây các em thấy có magie với canxi này, hóa trị 2 này, các em thấy chưa? Chứng tỏ đây là 29 thì nó rơi vào 24 với lại 40. Magie chúng ta bằng 24 và canxi bằng 40, chứng tỏ magie với canxi hai này giống chạy nào hết đó. Đúng nào? Như vậy từ đây suy ra đây chính là magie này với lại là canxi này. Được không? Hiểu chưa? Bài này giải như thế nha. Chứ chúng ta mà gọi ra mà viết ra mà số mol xy các kiểu này nọ thôi tới mai chưa ra. Rồi. Magie canxi nha. Đây, phổ bình. Xong. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là đã xong nha, kết thúc. Nếu thầy rảnh thì thầy sẽ làm cho em một đề nữa nha. Khóa lớp 9 nói chung nó khá là hay. Hiểu thì hay mà không hiểu thì nó dở. Kiểu vậy á. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc nha. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Ok.